là bản thân mình đi ạ. Mình rất là đầy đủ được biết không? Đang hôm nay mình đến đây thì nếu mà sắp tới có nhu cầu ăn tôm hùm á thì mình có liên hệ tôm hùm Phương Lan tiếp không ạ? Nếu sắp tới á, gia đình có